Xin chào anh em đã quay trở lại với tour Tết Việt Nam. Thì hôm nay Nghĩa sẽ giới thiệu anh em với dòng áo mà Avenger là mắc nhất thế giới hiện tại của tour Tết. Đó là dòng mẫu áo Traveler. Thì Traveler nó có hai dòng là Traveler Summer và World Traveler. Thì cái Traveler Summer là áo mùa hè thì nó sẽ như thế này, với một lớp đây, với hai cái cửa gió lấy phía trước ngực và phần bên hông cũng là lưới luôn. Với mẫu áo thiết kế Traveler mới á, thì cái phần logo Tour Test này có thể tháo ra và dán được. Mình có thể là dán logo Tour Test hoặc logo của hội nhóm của mình. Đó. Phần bên tay trái thì có một cái túi nhỏ để mình đựng chìa khóa hay là remote xe. Phần phía dưới cánh tay trái á, thì nó sẽ là để đựng smartphone của mình hoặc là chìa khóa luôn. Cái hệ mới của Traveler á, thì phần phía sau á, là sẽ một cái túi được may dính vào áo. Nó khác cái dòng vuột tu là ba lô gời. Thì cái phần Traveler mới này á, thì là phần túi nó may dính vào áo với phần logo phản quang đi ban đêm để nhận diện, để mình nhìn vào tốt hơn. Và thiết kế viền áo với một lằn vàng chạy ngang, còn vuột tu á, nó sẽ là chạy dọc xuống. Mẫu áo này thì mình đang có tại shop là với short size 25 và 26. Thì cái dòng World Traveler này á, thì nó sẽ đi kèm với một cái áo chống nước và chống tuyết luôn, với là Gore-Tex cao cấp đến từ châu Âu. Thì khi mà mình mặc cái áo này mà mình đi mùa hè trời nắng mình sẽ mặc như vậy, còn mà đi mưa đi tuyết thì mình sẽ chồng cái áo này phía sau. Để mình mặc thử cái áo này cho anh em xem nha. Áo mình đang mặc là size 25. Mình khoảng 80 kg, cao 1m, gần 1m7, thì size 25 là vừa nhất. Đây, với hai túi phía trước. Mẫu mới này có sẽ hai cái đường thông gió trước ngực. Cái áo này có thể là gắn thêm giáp ngực được luôn so với dòng quật tu đời đầu. Đây là chỉnh theo cái bắp tay mỗi người. Hai cái đai điều chỉnh của bắp tay. Phần này mình để smartphone để mình thử một cái iPhone 11 Pro Max cho anh em xem. Rất là vừa luôn. Nó sẽ to hơn cái mẫu quật tu là để được smartphone lớn hơn. Đây, nhờ camera quay gần lại. Đây, một cái iPhone 11 Pro Max có thể để vừa với cái túi này, cảm ứng được nha anh em. Đó, phía sau cái túi này là để mình đựng nước hay là găng tay hay là áo mưa gọn nhẹ mình mang theo. Hai đây là hai cái đai để điều chỉnh cái eo mình. Áo này là hiện tại là mắc nhất của dòng áo của Tour Test luôn, và gọi là top của Avenger thế giới luôn. Được kết hợp với hãng Stader với hơn 40 năm kinh nghiệm về đồ may mặc của Avenger, được sản xuất tại châu Âu, Costia. Đó. Đây là mẫu đi mùa hè, mặc rất là mát. Còn như mà mưa thì anh em sẽ trồng cái lớp này. Lớp này là đi mưa cả ngày luôn, mưa nặng hạt bão là bất chấp luôn. Với hệ thống khóa zip. Đó. Thì hiện tại cái bộ mà quật Traveler mình đang mặc như mẫu Summer này á, với giá bán là khoảng 30 triệu. Còn mà anh em mà mua cái mã mà hai mảnh như thế này với giá bán là 40 triệu. Gọi là giáp là top gen về Avenger luôn, trong top thế giới.
mặc đồ tô tét là ra đường là anh em nhận diện dễ. Màu vàng đen, màu đặc trưng của tua test. Đây là sơ lược mẫu mới của Chevrolet. Thì sắp tới mình sẽ về mẫu tua test Ramler với một mảnh chống nước đi được 4 mùa so với mẫu hiện tại là Chevrolet. Thì cái mẫu mới Ramler là được hợp tác giữa tua test và Gibbs. Với giá bán là cái áo Ramler là 35 triệu, còn cái quần là khoảng 25 triệu cho một bộ tua test Ramler với giá bán lẻ tại Việt Nam. Thì hôm nay Nghĩa sẽ giới thiệu sơ lược về mẫu Chevrolet có mặt tại shop hiện tại cho anh em. Sắp tới mình sẽ review thêm cái mẫu tua test Ramler cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi về phần áo bảo hộ của tua test. Xin chào và hẹn gặp lại.